Đây, xin chào các bạn, chào các bạn quay lại với channel này. Đây là chiếc cân bò các bạn nhé, cân trâu bò khổ là 1m nhân với 2m, cứng luôn ạ. Ông lấy giấu cái búa đập cháu mấy cái ốc kia, à mấy cái đinh kia. Giờ làm ăn càng ngày càng khó khăn các bạn. Này có ấy rồi, sơn lại tí rồi đấy, có cái ấy rồi. Nó đầu chân bên đấy, đấy. Mình đang test cân cho khách. Đây, rất là nhiều các bạn nhé. Mình vẫn sản xuất định kỳ luôn. Clip đây. Này, chắc chắn rồi. À, lên đi. Lên. Dây đi đã, dây đã. Dây cho nó in chân đã. Lý có góc là bằng nhau rồi được. Ok chưa? Rồi đấy, xong rồi các bạn ạ, quy trình rồi. Gà đen đã đẻ trứng.